À, bây giờ thì nhà mình sẽ bắt đầu nhổ neo để đi đến chỗ Nhã Nam, vì Nhã Nam dọn kho mở ở chỗ Đường Láng ấy bạn, Chùa Láng, Chùa Láng. Vui lắm. Vui lắm. Thì bây giờ cả nhà mình sẽ cùng đi xem thế nào nhá. Nhà mình thì vừa mới đi Nhận Nam về, vậy nên là hôm nay thì mình quyết định là sẽ quay một cái clip nói về những trải nghiệm của nhà mình khi mà đến Nhã Nam dọn kho đón Tết kỳ này, và xem là chúng mình đã mua được những gì trong cái đống này nha. Đầu tiên là Gấu có mua được một quyển sổ rất xinh. Gấu cho các cô các bác xem quyển sổ con đâu. Cứ cho các cô bác xem. Phi ra. Đúng rồi, chúng ta cuốn phi hành ra rất là dễ thương. Chị nhớ. Chị luôn. Tạm biệt. Rồi. Con phải đi. Cháu phải đi đến Cung Trăng. Đến Cung Trăng. Thì để nói qua qua cho các bạn nghe một chút cái cảm nghĩ của nhà mình khi mà đến Nhã Nam lần này. Thì thực ra là cứ mỗi lần dọn kho của Nhã Nam thì nhà mình đều đến. Tuy nhiên là lần trước thì mình không mua được gì. Do là những lần trước khi mà mình mua ấy, thì mình thấy là cái giá cả ở hội sách nó không khác gì so với cả ở Shopee. Nên là mình không có kiểu mong muốn mua một thêm một cái gì hết. Nhưng mà lần này thì mình đánh giá là cái quy mô được mở rộng hơn rất là nhiều. Các gian hàng thì rất là rộng. Ngoài ra là cái quầy 60% hay là 50% thì cực kỳ nhiều luôn. Sách hay cũng có mà được giảm giá rất là nhiều, mình cũng rất là tiếc. Vì có một số cuốn sách rất là kiểu đọc khá là ổn ấy thì lại siêu rẻ. Thì mình thấy cũng không hiểu lý do vì sao mà những cuốn sách hay như vậy lại để ở quầy giảm từ 50 đến 70% thì khá là tiếc. Tuy nhiên là nó sẽ giúp cho các bạn có thể mua được nhiều sách hay hơn, vì là kiểu giá nó bây giờ nó cũng được cả bằng ấy thì sẽ ổn hơn. Ngoài ra cái quầy 40% sách mới và 30% thì vẫn như mọi khi, đấy là những cái đầu sách mà vừa được phát hành thì cũng sẽ được đưa luôn vào cái gian hàng 30% đấy. Thì thực ra là mọi khi mình cũng sẽ không mua, nhưng mà lần này có một số cuốn mình cũng đã ngắm từ lâu lắm rồi nên là lần này mình lại mua. Và ngoài ra thì lần này ở bên Nhã Nam lần trước thì có hình mình nhớ không nhầm thì hình như là có cái hình như là trà đá vỉa hè hay sao ấy. Còn cái kỳ lần này thì có cái event rất là dễ thương, để chính là đóng dấu lên trên cái quyển sách của mình, và Gấu rất là thích cái việc đóng dấu đấy, nó rất là hay. Ngoài ra thì có năm nay có bán thêm một cái gian về sách ngoại văn. Nói chung là mình cũng khá là bất ngờ vì mình không nghĩ là Nhã Nam lại có một cái gian hàng về ngoại văn như thế. Thứ hai nữa là có một cái khu bán về những quyển sổ ấy. Đấy là lý do vì sao mà Gấu đây mua được cuốn này. Thì mình thấy nó cũng rất là hợp lý, giá cũng rất là rẻ. Cuốn này Gấu mua với giá là 10.000. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đi vào cái túi đồ xem là hôm nay là mẹ con mình đã mua những gì nha. Thì đầu tiên là mình mua cho Gấu trước nha. Thực ra lần này là mình mua chủ yếu cho Gấu, bởi vì là sách thiếu nhi lần này nó rất là rẻ ấy. Mà điều là những cuốn sách rất là hay nên là mình nghĩ là sẽ rất là nhiều bạn thích. Thì đây, đầu tiên là cái cuốn Spider-Man để Gấu vẽ tranh ở bên trong, và sẽ có cái trang sticker đầu tiên này này. Bạn nào mà mê người nhện như Gấu nhà mình thì sẽ rất là thích. Thì đây, cuốn này mình mua về giá là 35.000 đó, của tác giả là Tomoko Omura kẹt xe lâu quá vậy. Thì cuốn này là nằm ở trong cùng một bộ mà các loài động vật lần trước Gấu đã đọc rồi, và lần này lại không ngờ là có cái cuốn về các loại xe phương tiện giao thông. Thế nên là Gấu thích và muốn là mẹ mua luôn cuốn này. Đây là cuốn thứ hai. Thêm một cuốn nữa, đấy chính là cuốn Vì Mẹ Yêu Con Nhiều của tác giả là Guido van Gennepen. Thì cái cuốn này ý, ngay từ những cái trang đầu là mình đã rất là thích rồi.
xong rồi đọc cái phần ở đằng sau phần giới thiệu. Ê, đọc một số trang này là mình mê luôn. Ôi giời ơi mình. Ê, thì bạn cảm tưởng là những cái trang như này chẳng bạn lại không mua đúng không? À, cuốn này giá bìa là 65.000 nhưng hình như mình mua giảm còn 60% thì phải. Thì cũng là một cuốn sách mà đẹp và cảm động nữa, mà nói chung là mình nghĩ là nên mua cho các bạn nhỏ. Cuốn thứ tư là cuốn Nhỡ bố ở quá xa của tác giả là Astrid Desbordes và Pauline Martin. Cuốn này cũng là một số những cái trang ở bên trong mình đọc cho gấu và nó cũng cực kỳ dễ thương. Nhỡ như con phải xa bố thì xa bố quá xa thì phải thế nào? Và thế là bố sẽ có những câu nói. Mình sẽ nhá hàng nhá. Ví dụ như là: nhưng bố ơi, nhỡ trời nổi gió lớn thì sao? Bố sẽ trả lời là: gió nổi rồi sẽ lặng con yêu. Đấy, đọc nghe cảm động thực sự. Thế nhớ sóng làm ụp thuyền của con sẽ ướt nhưng mà dầu thế sóng cũng chỉ là nước thôi. Đấy, hay một số đại loại là một số trang như vậy nó nó sẽ mang lại cho bạn cái cảm giác mà rất là ấm áp ấy. Cuốn cuối cùng đấy chính là cuốn Biệt thự chuột nhắt buổi biểu diễn nhớ đời. Thì ở bên trong này này, bạn sẽ có những cái hình minh họa như thế này và cái phần chữ nó sẽ hơi dài nhá. Thế nên là phụ huynh sẽ chỉ phải chịu khó đọc đau mồm một chút cho các con. Nên là ngày hôm nay mình phải công nhận là bốn cuốn sách mình mua cho gấu, 4 hay 5 cuốn nhở, mình mua cho gấu đều là những cuốn mà mình rất là ưng. Vì giá thì hợp lý nhá, xong rồi chất liệu thì lại rất là đẹp, chất liệu giấy rất là đẹp mà lại phù hợp với các bạn nhỏ. Vậy nên là mình khuyên là các bạn nào mà đến, phụ huynh nào mà đến thì hãy mua cho con những cái cuốn sách dễ thương như này nha. Và đây, gấu tự tay đóng dấu. Thì đầu tiên là gấu đóng lên đây, nhưng mà lúc đóng lên đây thì nó là cái nền màu xanh, không nhìn rõ, vậy nên các cô đã bảo là con hãy đóng cái nền màu trắng đi. Và thế là ta-da, gấu đã có một cái dấu của Nhã Nam dọn kho đón Tết 2024 rất là xinh. Cuối cùng thì sẽ là sách của mình. Đương nhiên là mình sẽ phải mua rồi đúng không? Thì mình chỉ mua 3 cuốn, nhưng mà cái giá của nó cũng khá là cao, bởi vì nó đều là 3 cuốn mới nhất trong cái bộ sưu tập vừa mới phát hành của nhà Nhã Nam. Cuốn đầu tiên là cuốn Dập Dờn Cánh Hạc của tác giả là Kawabata Yasunari. Thì cuốn này được giải văn học, giải Nobel văn học. Nhưng mà thật lòng mà nói thì mình rất ít khi đọc sách văn học Nhật Bản vì mình không hiểu. Nhưng mà cuốn này ấy, thì mình không hiểu vì sao khi mình nhìn cái bìa của nó là mình đã muốn mua luôn rồi. Và thêm nữa là bởi vì mình thấy nó mỏng nên là mình nghĩ là mình cũng sẽ đọc được nhanh hơn so với các cái thể loại văn học Nhật Bản khác mình đã từng đọc. Đây, nên là mình đã chọn ngay cuốn này. Thì cũng hy vọng là sẽ không bị khó đọc quá. Nhưng mà thực sự là Nhã Nam làm bìa đẹp quá. Trời ơi, mê hoặc thực sự luôn ấy. Cuốn thứ hai là một cuốn đến từ một tác giả mà rất rất quen thuộc với mọi người. Đó chính là tác giả của cuốn Nhà Giả Kim, tác giả là Paulo Coelho, với tác phẩm mới toanh vừa mới ra mắt đó là Hippie Những Kẻ Lãng Du. Thì cuốn này mình đã thấy anh Huy Chấm Đốc đã giới thiệu rồi, và mình đọc cái phần giới thiệu và mình muốn lấy luôn cuốn này về. Và mình cảm nhận được là cái cuốn này có thể là sẽ dễ đọc hơn rất là nhiều và sẽ phù hợp hơn rất là nhiều so với cái cuốn Nhà Giả Kim. Tức là nó phù hợp với cả nhiều độ tuổi hơn ấy, hơn là cái cuốn Nhà Giả Kim có nhiều sự tranh cãi khác nhau. Thì mình nghĩ là cuốn này sẽ làm hài lòng được hầu hết mọi người. Tuy nhiên là phải đọc thử thì mình mới biết được là nó như thế nào. Hippie Những Kẻ Lãng Du đưa ta đến với những con người hoàn toàn xa lạ, với những mục đích khác nhau nhưng cùng hướng đến vùng đất xa xôi Nepal trên con đường mòn hippie huyền thoại. Trong hành trình đó thì chàng trai Brazil tên Paulo gầy gò, có chòm râu dê và mái tóc dài bồng bềnh, mơ ước trở thành nhà văn, đã gặp gỡ Carla là cô gái Hà Lan ở độ tuổi đôi mươi đang tìm kiếm bạn đồng hành chuyến đi. Sau khi gặp nhau ở Amsterdam thì cô thuyết phục Paulo cùng cô lên chiếc xe buýt diệu kỳ đi từ Amsterdam đến Istanbul và qua Trung Á đến Kathmandu. Khi cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình này, Paulo và Carla đã khám phá ra mối tình đánh thức họ ở mọi phương diện, đồng thời dẫn đến những lựa chọn và quyết định sẽ định hướng cho cuộc sống của họ sau này. Mình cảm giác là nó sẽ dễ đọc hơn những cái cuốn khác. Thì bác Paulo này đã có một số cuốn đã được nhà Nhã Nam xuất bản ở Việt Nam, bao gồm có là Nhà Giả Kim, cuốn Ngoại Tình, cuốn Aleph, cuốn Bên Bờ Sông Petra Tôi Ngồi Khóc và cuốn Điệp Viên. Thì hiện nay mình mới chỉ có mỗi cuốn Nhà Giả Kim và cuốn Aleph thôi, nhưng mà Aleph mình cũng chưa đọc. So, thấy là nhiều người bảo nó khó nên là chưa dám đọc. Là cuốn cuối cùng mình vừa mới mua mà mình không phải suy nghĩ nhiều khi mà mình đến mình mua, thì đấy chính là cuốn các bạn thấy bất ngờ không, ngày mai và ngày mai nữa. Đây, thế là mình đã có hai cuốn bản tiếng Việt và bản tiếng Anh. Yes,
Với cái cuốn ngày mai và ngày mai nữa này, mình sẽ chờ để mình đọc cuốn này xong. Mình sẽ đọc luôn cuốn này. Bởi vì là cuốn này thì mình sẽ đọc Buddy với cả em Alex, nên là khi mình đọc xong thì mình sẽ chuyển luôn sang đọc bằng tiếng Việt, vì mình rất là tò mò về cái văn phong bằng tiếng Việt nó sẽ như thế nào. Thì nếu mà nói sơ qua thì đương nhiên chất liệu giấy của cái cuốn tiếng Anh nó vẫn sẽ nhẹ hơn cái giấy xốp. Còn cuốn này rất là nặng, nó cực kỳ nặng luôn. Và cái độ dày của nó này, các bạn nhìn không? Sách của tiếng Việt nó sẽ mỏng hơn một chút và giấy sẽ sáng hơn một chút đi. Còn chất giấy của tiếng Anh nó sẽ ngà ngà, bên này thì nó sẽ kiểu trắng, trắng mịn luôn, trắng phát sáng luôn, hơn cả Omo. Còn về cái gáy này, về cái gáy này thì thực ra là mình thấy là cả hai cuốn đều đẹp. Tổng bill của mình là hơn 500.000, 538.000, nên là mình được chọn hoặc là cái túi đựng bình, đựng cốc, hoặc là được một cái gì đấy nhưng mình quên mất rồi. Vậy nên là mình đã chọn cái túi này, đẹp nhở, ôi đẹp, xuất sắc. Và được chọn tổng cộng là 9 cái bookmark. Và mình được hai cái thẻ giảm giá ưu đãi đặc biệt 30% của nhãn Nam. Và mình được chọn 9 bookmark. Thì có hai cái bookmark là mình chọn trùng, bởi vì là không còn cái nào mình ưng ý hơn. Hai này đẹp quá, xinh nhở, xuất sắc luôn. Và ngoài ra thì có đây, mỗi một cái bookmark lại khác nhau, và đằng sau lại có một câu quote đúng như cái style của bên bên nhãn Nam ấy. Đây, đẹp, trời ơi đẹp quá. Đây, và đây cũng chính là cuốn mình vừa mua này. Đó, đây, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Ngoài ra thì mình có nhờ bé Uyên làm cùng chỗ với mình mua hộ mình thêm một cuốn nữa, bởi vì là hôm nay mình cứ lưỡng lự mãi, xong rồi là về nhà thì mình lại muốn mua. Thế nên là thôi, nhờ em ý mua luôn cho. Mặc dù thực ra là bây giờ ở Nhã Nam đang có một cái chương trình rất là hay, đấy là sẽ cho bạn một cái như kiểu cái visa ấy, hộ chiếu ấy, sau bạn đến đóng dấu đấy mỗi ngày trong vòng hình như là 10 ngày à, thì bạn sẽ được tặng một cái hộp quà bí mật. Nhưng mà mình không có thời gian, vậy nên là mình đành phải tạm biệt cái game đó, mặc dù rất là tiếc. Và đó là tất cả những cuốn sách mình đã mua ở Nhã Nam lần này. Và mình cũng hy vọng là bạn nào ở đầu cầu Hà Nội và Hồ Chí Minh thì cũng sẽ tranh thủ để đến, bởi vì mình tin chắc là bạn sẽ mua được khá là nhiều cuốn sách hay ho mà giá lại hời nữa, đọc được cả một năm luôn. Mặc dù mình còn quá nhiều sách mình vẫn mua thêm. Và nhất, nếu bạn mua được cuốn nào thì bạn hãy comment để mình cho mình bên dưới nha, để mình biết, và biết đâu được mình chưa có thì mình lại nhờ mua thêm. Còn bây giờ thì clip mình chỉ đến đây thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.